Hôm nay là ngày 30 tháng 2 năm Giáp Thìn. Thiên Bình đang ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông. Thì Thiên Bình và thầy Chiếu Pháp ở chùa Duy Thắng đang trong cuộc hành trình là những chiếc xe không màu để dành cho bà con đang hạn nặng, nhất là ở huyện Gò Công Đông đang chịu ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc hạn nặng lần này. Thì đây là chiếc xe không màu của chương trình mà thầy Chiếu Pháp phát khởi và Thiên Bình Nhật Nhân Viên được cùng với thầy. Thì hôm nay được sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thượng tọa Thích Trung Phước, trụ trì chùa Linh Sơn, đạo tràng Phóng Sanh chùa Linh Sơn, hỗ phát tâm hỗ trợ một xe bồn 40 khối dành lại cho bà con ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông. Thì quý thấy đây là chiếc xe 40 khối của đạo tràng chùa Linh Sơn tài trợ cho bà con ở hạn nặng ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông.